Xin chào tất cả anh em, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách phân biệt giữa kính Cartier và kính Gucci. Tại sao kính Cartier nó lại đắt mà chỉ bằng người bằng mũi nhé. Đây là chiếc kính Gucci. Chiếc kính Gucci này thì mình thấy có mũi nhựa của Astar. Còn đây là chiếc kính Cartier vàng hồng 18K. Chúng ta cũng có thể phân biệt nó bằng mũi được. Chiếc Cartier vàng hồng 18K này thì nó có mùi. Anh em biết là mùi gì không? Mùi tiền.